Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 1 đến câu 14. Một hôm, Chúa Giêsu nói với các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân dụ ngôn này rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc. Nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ, thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào dự tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp lại cả, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng, không nói gì được. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng ở ngoài nhà thờ khi tham dự thánh lễ ngày một phổ biến. Có thể có những người ở ngoài nhà thờ vì hoàn cảnh bắt buộc, do nhà thờ hết chỗ, nhà thờ chật chội không đủ chỗ ngồi. Tuy nhiên, có nhiều nơi nhà thờ được xây to, rộng rãi, thoáng mát để đáp ứng nhu cầu của giáo dân. Thế nhưng cũng không ít người vẫn chọn ngồi ngoài nhà thờ. Không chỉ ngồi ngoài mà còn chủ động, bất chấp chủ tế mời gọi, vẫn kiên trì quyết định ngồi ngoài. Đến giờ giảng thì ngồi tụm lại bấm điện thoại, lướt Facebook, chơi Zalo, ngồi hút thuốc. Thậm chí cả giờ linh thánh cử hành phục vụ thánh thể cũng ngồi tụm lại nói chuyện. Tình trạng này không dừng ở các thanh niên nam nữ, nơi những người trẻ mà cả những người có tuổi. Có một thời các linh mục khao khát với nhau có một hình thức đi lễ tân thời, đó là đi lễ ôm. Ngồi ngoài nhà thờ trai gái ôm nhau, ngày nay nhà thờ còn chứng kiến kiểu đi lễ mobile, đi lễ di động. Đứng ngoài nhà thờ, thích đứng thì đứng, thích ngồi thì ngồi, thích làm gì thì làm đó. Chẳng cần biết trong nhà thờ cử hành gì, cha giảng ra sao, lời Chúa nói với ta điều gì. Họ đi như bị ép buộc, đi lễ mà lòng trí đặt ở đâu. Họ sống đạo như bị cưỡng bức. Đây là tình trạng đáng buồn trong đời sống đạo. Có thể nói đó là những gương mù, gương xấu thật tệ hại. Suy niệm dụ ngôn nói đến trong đoạn lời Chúa hôm nay, ta thấy phản ánh thực trạng vừa đề cập trên. Tiệc đã dọn sẵn cho họ, thậm chí mời mọc rất nhiệt thành, thế mà không ai thèm đếm xỉa đến. Ai cũng bận rộn, ai cũng lo công việc riêng của mình, họ không cần quan tâm đến tiệc cưới. Tiệc cưới trong danh nghĩa cánh chung, đó là ngày phán xét, nhưng chúng ta chỉ nhìn gần hơn tiệc cưới như thánh lễ mà hội thánh đang cử hành. Đó là bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể được dọn ra cách thịnh soạn cho chúng ta. Thế mà thái độ của nhiều người Kitô hữu khi tham dự thánh lễ thật đáng để chúng ta suy nghĩ.
có những thực trạng đáng buồn trong đời sống đạo mà ở đâu mình cũng có thể nhìn thấy. Nhiều người không hề quan tâm đến mầu nhiệm thánh lễ mà chính mình được thông dự vào. Đối với không ít người, lễ là gì cũng không quan trọng, lời Chúa nói gì cũng không quan trọng, tham dự tích cực hay không cũng không quan trọng, tham dự cho có. Họ đúng là những người xem lễ, đến để xem, mà thậm chí chẳng cần xem kỹ, chỉ lướt qua, hoàn toàn không phải thông dự vào thánh lễ, thông dự vào mầu nhiệm y tế của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chắc hẳn Chúa rất buồn khi thấy con cái của Chúa giữ đạo cách hời hợt, thiếu tình yêu mến. Thái độ đó đôi khi cũng tồn tại nơi chính mỗi người chúng con. Chúng con thành thật xin lỗi Chúa. Xin Chúa gia tăng thêm lòng tin, lòng mến nơi chúng con, để mỗi người chúng con luôn biết thờ phượng Chúa, phải sống đạo như thế nào, sống trọn niềm tin của mình với Chúa. Amen.